Không có cái tình nào bằng tình mẹ. Vì tình nào rồi cũng phai mờ trong tim ta, trong ký ức ta, nhưng tình mẹ thì không thể nào phai mờ được. Vì cái thứ tình này á, nó có trong ta từ thuở tượng hình, đến với ta qua hơi ấm thịt da, qua bàn tay trìu mến, qua dòng sữa bổ dưỡng, và qua giọng hát ngọt ngào. Quý vị có thấy rằng trên đời này có cái thứ tình nào mà nó sớm như là tình mẹ không? Khi người mẹ biết mình có mang trong người, lúc bây giờ xin lỗi quý vị, chúng ta chỉ bằng một cái giọt máu nhỏ bằng đầu ngón tay thôi, thì lúc bây giờ cái thứ tình cảm này nó đã có rồi. Còn những cái thứ tình khác, kể cả là tình thầy trò, tình bạn bè, tình vợ chồng, tình yêu nam nữ, vân vân và vân vân. Những cái thứ tình này, thưa với quý vị, sanh ra lớn lên mẹ cỏ. Thí dụ, sanh ra cũng phải 5-6 tuổi mới đến trường học, thì lúc đó mới có tình thầy cô, đúng không nè? Rồi đi học thì mới có bạn, bạn bè. Phải 18 tuổi trở lên trưởng thành thì mới có tình yêu, vân vân và vân vân. Rồi lập gia đình mới có tình vợ chồng. Thì trong tất cả những cái tình này, quý vị thấy có cái tình nào sớm bằng tình mẹ không? Không có, tình mẹ là sớm nhất. Cái chủ đề thì tình mẹ, nhưng ngày hôm nay cái nội dung á, là chúng tôi giảng á, là Đức Phật dạy trong kinh, trên thế gian này có hai hạng người khó tìm ở đời. Hạng thứ nhất là gì? Là người biết ơn hay là tri ân. Hạng thứ hai là gì? Biết tìm cách trả ơn. Mình tạm gọi hai chữ ngắn gọn là tri ân và báo ân. Thưa quý vị, Đức Phật Ngài giảng về cha mẹ cho người dân Ấn Độ nghe. Cho nên Ngài đã ban cho cha mẹ ba cái đặc ân cao quý nhất, mà ngày hôm nay chúng tôi trình bày đã cho quý vị biết ba cái đặc ân đó là gì. Đặc ân thứ nhất Đức Phật ban cho cha mẹ, đó là cha mẹ là vị trời phạm thiên. Đặc ân thứ hai Đức Phật ban cho cha mẹ là gì? Cha mẹ là vị tiên sư ban đầu. Đặc ân thứ ba Đức Phật ban cho cha mẹ là gì? Cha mẹ là bậc đáng cúng dường. Hôm nay chúng tôi muốn quý vị nhớ ba cái đặc ân này Đức Phật ban cho cha mẹ. Trước khi đi sâu vào đề tài, thì hôm nay là mùa Vu Lan báo hiếu, báo ân phụ mẫu. Mà mỗi lần tới cái mùa này thì chúng ta mới nghĩ tưởng đến cha mẹ. Thì đây là một cái quan niệm sai lầm. Vì có câu rằng là Vu Lan không định ngày rằm, báo hiếu đâu phải mỗi năm một ngày. Công cha nghĩa mẹ cao dài, mỗi ngày báo hiếu, mỗi ngày Vu Lan. Vì cũng có câu người ta nói rằng là mẹ là Bồ Tát tại gia, cha là Đức Phật mà ta tôn thờ. Công cha nghĩa mẹ vô bờ, phận con báo hiếu từng giờ từng giây. Thưa với quý vị, chính vì vậy mà trong cái tuần lễ Vu Lan này, chúng tôi nghĩ rằng chắc chắn quý vị nghe rất nhiều các bài giảng về công ơn của cha mẹ.
Ngày hôm nay chúng tôi chọn cái đề tài tình mẹ, mục đích là chúng tôi cũng nói hai cái vấn đề chính, đó là tri ân và báo ân. Xuyên qua cái nội dung Đức Phật ban cho cha mẹ ba cái đặc ân cao quý. Đặc ân thứ nhất, cha mẹ là vị trời phạm thiên. Quý vị biết tại sao mà Đức Phật ban cho cha mẹ vị trời phạm thiên không? Người Việt Nam chúng ta nghe tên cái vị trời phạm thiên mình không có cảm giác gì nhiều. Cái người dân Ấn Độ mà nếu nghe cái vị trời này thì họ rất là sùng kính. Đa phần người dân Ấn Độ thì họ theo đạo Bà La Môn. Mà quý vị biết đạo Bà La Môn là họ thờ thần, cái vị thần tối cao nhất trong cái sự tín ngưỡng của đạo Bà La Môn là vị trời. Trời gì? Trời Phạm Thiên, đúng rồi, mạnh dạng lên. Brahma. Brahma là vị trời sáng tạo hay tạo hóa. Cho nên cái người dân Ấn Độ họ rất sùng kính cái vị thần này, là vị thần tối cao. Đức Phật họ cũng tôn thờ, nhưng mà họ thờ theo cái dạng vị thần. Đức Phật là vị thần thứ 11 trong cái loạt thần của đạo Bà La Môn. Vì đạo Bà La Môn nó có trên 3.000 năm. Phật giáo mình có bao nhiêu ngàn năm? Bao nhiêu? Trên 2.000 năm. Đúng không nè? Vì vậy đạo Bà La Môn nó có trước khi Đức Phật ra đời. Và chính Đức Phật ra đời, Ngài cũng hấp thụ cái sự tín ngưỡng tôn giáo đạo Bà La Môn. Lúc bấy giờ bối cảnh xã hội Ấn Độ là đa phần người dân họ theo đạo Bà La Môn. Chính vì vậy Đức Phật Ngài mới lựa một cái hình ảnh cao quý nhất, đó là vị trời Phạm Thiên. Đức Phật ban cho cha mẹ. Người Việt Nam mình không hiểu cái vị trời Phạm Thiên như thế nào, nhưng mà người Việt Nam chúng ta biết rất rõ hai vị Phật. Đa phần người dân Việt Nam là theo đạo Phật. Và những người mà theo đạo Phật thì lúc nào cũng sùng kính hai vị Phật. Đó là Phật Thích Ca, thứ hai là Phật Bà Quan Âm. Cho nên người Việt mình cũng xin mượn hai cái hình ảnh đó để mà ban cho cha mẹ. Thí dụ như câu ta nói là có hai Phật sống trong nhà, sớm hôm lễ niệm đâu cần đi xa. Cha già như Phật Thích Ca, mẹ già như thể Phật Bà Quan Âm. Hoặc là câu tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Thứ hai là trong các cái đạo là cái con đường để mà chúng ta đi, để cho mà chúng ta noi theo, thì trong đó có cái đạo hiếu. Ví dụ đạo vợ chồng nè, đạo làm người nè, vân vân và vân vân. Nhưng mà cái đạo hiếu nó cũng là một cái đạo. Người ta có câu rằng là tâm chưa thiện phong thủy vô ích, bất hiếu với cha mẹ thờ cúng vô ích. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Vì mình thờ cúng là mình thờ ai? Đức Phật Thích Ca. Mình thờ ai? Phật Bà Quan Âm. Mà bây giờ mình bất hiếu với cha mẹ thì mình thờ hai cái người này. Phải không nè? Vì hai cái vị này được sánh giống như là hai vị Phật. Cha mẹ tại tiền như Phật Tổ tại thế. Cha mẹ còn sống cũng giống như Đức Phật còn ở trên cuộc đời này. Vì vậy cha mẹ được Đức Phật ban
cho một cái đặc ân vô cùng cao quý. Chúng tôi xin được nhắc lại, đó là cha mẹ là vị trời phạm thiên. Ý nghĩa thứ hai mà cha mẹ được ban cho cái đặc ân này là gì? Là vì vị trời phạm thiên là đấng sáng tạo ra cái vũ trụ này, tạo hóa ra cái vũ trụ này theo sự tín ngưỡng của đạo Bà La Môn. Mà thưa với quý vị, chúng ta là do ai tác tạo ra? Do ai tác tạo ra? Đó, mạnh dạng lên. Cây có cội, nước có nguồn, con người thì phải có tổ, tổ tông, đúng không? Đâu có ai mà dưới đất chung lên đâu. Chỉ có ông Tài Thiên, ông Từ Đá ông nở ra thôi. Còn tất cả chúng ta đều do cha mẹ sinh ra, cha mẹ tác tạo. Vì vậy, tất cả kiến thức nè, mạng sống nè, sự nghiệp nè, tình cảm nè, của chúng ta đều do cha mẹ tác tạo. Với cái ý nghĩa này, Đức Phật mới ban cho cha mẹ đúng với cái nghĩa là vị trời phạm thiên, là tạo ra chúng ta. Ý nghĩa thứ hai, ý nghĩa kế tiếp thứ ba là tại sao cha mẹ được Đức Phật ban cho cái đặc ân là vị trời phạm thiên? Vì cái con đường tu tập để trở thành một vị trời phạm thiên thì phải tu bốn cái đức tính. Đức tính thứ nhất là gì? Tâm từ vô lượng. Đức tính thứ hai là gì? Tâm bi vô lượng. Đức tính thứ ba là gì? Tâm hỷ vô lượng. Đức tính thứ tư là tâm xả vô lượng. Người nào mà muốn sanh về cộng trú với Phạm Thiên thì ở dưới trần gian này phải tu bốn cái pháp này. Bốn cái pháp này trong Phật giáo gọi là tứ vô lượng lượng tâm, nhưng mà nó còn một cái tên nữa, đó là bốn pháp phạm trú. Từ tiếng Pali là Brahma Vihara. Brahma là Phạm Thiên, Vihara là trú ngụ. Ai mà muốn đời sau được sanh về cộng trú với Phạm Thiên thì người đó phải tu tập bốn cái pháp này cho nó viên mãn, thì sau khi thân hoại mệnh chung sẽ được sanh về cộng trú với Phạm Thiên. Mà thưa với quý vị, cha mẹ thì có bốn cái pháp này đối với con. Từ là gì? Từ là giống như làn gió mát mẻ vậy đó. Trong kinh Đức Phật Ngài dạy có những cái bóng mát mà chúng ta nương nhờ. Thứ nhất là Đức Phật là bóng mát, giáo pháp là bóng mát, chư tăng là bóng mát, cha là bóng mát, mẹ là bóng mát, để mà chúng ta nương tựa, nương nhờ cái bóng mát này để cuộc đời chúng ta được an lành hạnh phúc. Chính vì cái nghĩa này cho nên người cha người mẹ mới có được cái tâm từ đối với con mình. Tâm bi là gì? Tâm bi là gì? Là sự đau xót khi thấy chúng sanh khác đau khổ. Thì quý vị cứ thử nghĩ coi, không có cái sự đau xót nào bằng của người cha người mẹ khi thấy con mình đau khổ. Con ho lòng mẹ tan tành, con sốt lòng mẹ nóng như bình nước sôi. Con đau thì mẹ còn đau hơn con đó. Thì đây mới đúng là cái tâm bi. Tâm hỷ là gì? Là sự vui mừng, tùy hỷ với những người khác khi họ thành đạt. Thì trên cuộc đời này, thưa quý vị, chỉ có cha mẹ thì mới không bao giờ ganh tị với chúng ta. Thí dụ, người cha người mẹ mà sanh được đứa con mà hàng xóm qua thăm
khen rằng con của anh chị đẹp quá. Thì quý vị cứ thử nghĩ có người mẹ nào mà đi ganh tị với sắc đẹp của con không? Mừng muốn chết khi người ta khen con mình đẹp. Phải không nè? Hàng xóm mà qua nhìn, trời sao nhìn con chị đẹp quá. Trong lòng người mẹ rất là mừng và vui, không có một chút gì ganh tị. Còn ở ngoài mà đi chung với đứa bạn mà ai khen đứa bạn mình đẹp hơn mình là mình khó chịu à. Đó là nói lên cái lòng hỷ đó, vui mừng. Rồi khi con mình đi học mà học giỏi, có nhiều bằng khen, có nhiều thành tích, cuối năm được lãnh thưởng, xin hỏi quý vị có người mẹ nào mà ganh tị không? Có ganh tị với con không? Kể cả học giỏi hơn mẹ hồi nhỏ nữa, nhưng mà không bao giờ ganh. Mừng muộn chết, mừng không gọi là không nổi luôn chứ đừng có nói mà ganh tị. Mừng lắm luôn. Rồi khi con mình học xong ra trường, đi làm, được sự thành đạt, thành công, giàu có sự nghiệp, thành đạt trong sự nghiệp, giàu có trong tiền bạc, công danh sự nghiệp, nói chung là lẫy lừng. Xin hỏi quý vị có người cha mẹ nào đi ganh tị không? Mừng lắm. Còn đối với người khác á, thì không có cái tầm này. Nhiều khi bạn bè gặp mình nó chờ chúc mừng chị nghe, lúc này làm ăn giàu dữ hen, chót lưỡi đầu mối, lời chào xã giao thôi. Nhiều khi bụng thì mời mà miệng giái trời đừng có ăn nữa. Lúc này thấy chị đẹp quá chúc mừng chị nha, chị làm ăn được quá chúc mừng chị nha, chót lưỡi đầu mối. Lời nói giống như là cửa miệng mà thôi, chào xã giao, chúc mừng xã giao, trong lòng không có vui lắm đâu. Nhưng mà chỉ có cha mẹ mới là thật lòng. Thưa quý vị, chúng tôi nói như vậy là chúng tôi muốn tô lên cái ý nghĩa đầu tiên là gì? Mình phải biết ơn cha mẹ. Muốn biết ơn cha mẹ thì hôm nay chúng tôi xin được mượn những lời ca dao tục ngữ trong kho tàng dân học Việt Nam để nói lên cái công ơn trời biển to lớn của cha mẹ đối với chúng ta như thế nào. Thí dụ người ta có câu rằng là công cha đức mẹ cao dày, cù mang trứng nước những ngày ngây thơ, nuôi con khó nhọc đến giờ, trưởng thành còn phải biết thờ song thân. Trong cái kho tàng văn học ca dao Việt Nam rất là nhiều câu nói đến cái công ơn to lớn của người mẹ đối với mình. Mà từ hồi tấm bé chúng ta đến học đường chúng ta học là lúc nào cũng văng vẳng những câu này trong đầu mình. Chúng ta cũng may mắn được sanh làm người Việt Nam nói riêng và người Á Đông nói chung, thì chúng ta mới có được một cái hình ảnh người mẹ héo gầy cực khổ, chăm lo bát gạo, thức khuya dậy sớm buôn tảo bán tần, chăm lo bát gạo đồng tiền nuôi con. Chỉ có người Việt Nam mình mới có được cái hình ảnh của người mẹ gầy guộc, ốm o, thức khuya dậy sớm, chịu thương, chịu khó, cực khổ, buôn tảo bán tần, miễn làm sao làm mà được đồng tiền để nuôi con mình thôi. Còn những cái người mẹ khác trên thế giới, thí dụ như những người mẹ người Tây đi, quý vị làm gì thấy được cái người mẹ nào mà ốm o, gầy mò, thấy không? Giải nắng dầm sương đâu.
Vì người Tây người ta là cái đời sống người ta nó đầy đủ vật chất, ăn toàn hamburger không, mẹ nào mẹ nấy ú nù à. Thì làm sao mà thơ ca văn chương nó mới diễn tả được. Thí dụ như là mẹ là cô gái trân chuyên, 20 tuổi ngọc vui miền quê hương, sáng đi buôn chiều lại về, ngày ngày hai buổi gót mê phận nghèo. Bây giờ thấy có cái hình ảnh bên kia làm gì có được những cái hình ảnh này. Hoặc là một cái hình ảnh khác là tóc mẹ bạc như tiết phơi đầu núi, dáng mẹ gầy như dẻ hạt trăm năm, biết bao đêm trong đèn khuya lễ tuổi, ôi kiếp người sao cứ mãi ăn năn. Cái hình ảnh mà một người mẹ tóc bạc phơ như tuyết phơi trên đầu núi đó. Bây giờ nhìn cái núi tuyết chưa? Trên cái đỉnh núi nó có những cái tuyết á. Hình ảnh đó nó giống y chang như cái mái tóc của mẻ. Dáng mẹ gầy như dễ hạt trăm năm. Có gì biết con hạt không? Ở đây ai biết con hạt không? Chim hạt á. Chân nó dài, nó ốm vậy đó. Mà gầy đến mức độ mà vẽ dễ hạt trăm năm là con hạt thì nó già, nó ốm vậy đó. Người ta mượn cái hình ảnh là con hạt trăm năm ốm mo thì cái dáng mẹ như vậy. Vì cái người mẹ Việt Nam á, thì thương con vô bờ bến, chịu thương, chịu cực, chịu khó cỡ nào đi nữa, miễn sao cho con mình được an vui, sung sướng, hạnh phúc là được rồi. Vì con sống mẹ suốt đời lam lũ mà. Vì con vui mẹ gánh hết đau buồn. Cái người mẹ Việt Nam cái hình ảnh nó như vậy, chịu thương, chịu khó, cực khổ lắm. Nói chung thì tất cả người mẹ trên thế giới này ai cũng thương con hết. Tình mẹ thì bao dung vạn loại, dung thông đất trời mà. Ôi tình mẹ đẹp tuyệt vời, làm con hiếu thảo trọn đời khắc ghi. Quý vị hiểu cái từ mà bao dung vạn loại không? Nghĩa là cái loài nào mẹ cũng thương con hết. Kể cả các cái loài súc sanh, các loài thú. Mà người ta hay có một câu nói rằng là hổ dữ không nỡ ăn thịt, thịt có. Dữ cỡ nào dữ nhưng mà đối với con mình thì không có. Một hình ảnh khác là nuôi con chẳng quản chi thân, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn, biết lấy gì đền nghĩa khó khăn, lên non sắn đá xây lăng phụng thờ. Người xưa người ta dạy mình muốn cho gần mẹ gần cha, khi giàu thúng thóc, khi ra quan tiền. Nghĩa là mình muốn đến thăm cha mẹ mình thì mình đến mình thăm á, thì phải có cái gì đó. Thúng thóc ở đây là tượng trưng cho vật chất á. Rồi khi ra cũng phải quan tiền. Câu này là dạy mình là hãy mang tiền về cho mẹ, đừng mang muộn phiền về cho mẹ. Ngày xưa ta nói là xa quê hương nhớ mẹ hiền, còn bây giờ nhớ đi nhớ lại nhớ tiền nhiều hơn. Ấn không? Lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẫu từ, ai rằng công mẹ như non, thật ra công mẹ lại còn lớn hơn nữa. Người ta ví dụ con mẹ như non như núi đó. Đó là một cái hình ảnh ví dụ, nhưng mà thật sự thì công nó còn lớn hơn. Dù con đếm được các sông mà, nhưng không đếm được tấm lòng mẹ yêu. Dù con đo được sớm chiều, nhưng không đo được tình yêu mẹ hiền. Quý vị thấy một cái sự so sánh khủng khiếp không? Dù mình có đếm được cát của một con sông,
nhưng mà cũng không thể nào điếm được tấm lòng của người mẹ yêu con. Mà quý vị thì nghĩ cắt xong điếm nổi không? Hốt cho mình chừng bao cát rồi điếm, điếm cả đời mà vô sông, huống hồ chỉ cát cả một con sông, đúng không nè? Cho nên nuôi con thì buông tảo bắn tần, chỉ mong con lớn nên thân với đời. Mỗi khi trái gió trở trời, con đau là mẹ đứng ngồi không yên. Nhọc nhằn vất vả triền miên, chăm lo bát gạo đồng tiền nuôi con. Mỗi lần mà gặp gian khổ, khó khăn thì người mẹ liền nghĩ đến cái đứa con của mình. Đó là một cái sức mạnh thiêng liêng vượt qua tất cả. Khó khăn cực khổ cỡ nào, nghĩ đến con của mình là người mẹ đủ sức để mà vượt qua. Chúng tôi có thấy một cái clip trên trang mạng xã hội đó. Là clip này nói là có cái con rắn đó, nó cắn cái con chuột con. Mãi con chuột mẹ nó quay lại, nó nhào vô nó cắn con rắn để nó cứu con chuột con. Nếu như ở đây ai thấy thì hiểu được cái tình mẹ nó lớn như thế nào. Thường thì con chuột nó gặp con rắn đó nghe, xin lỗi quý vị, nó bò không nổi. Cả con người mình đây, người nào mà yếu tim sợ rắn, thấy con rắn nó đứng chết chân luôn, đừng có nói. Đi không nổi luôn chứ đừng có nói con chuột. Con chuột là cái miếng mồi của con rắn. Gọi là muôn đời muôn kiếp con chuột mà thấy con rắn là giống như miếng mồi trong miệng này. Cho nên nó thấy con rắn một cái rồi nó bò không được, chạy cũng không nói. Mà chạy cũng không thoát, bởi vì con rắn nó có một cái lưỡi là đánh cái nhiệt, cái hơi nóng của con chuột. Cho nên trốn ở đâu nó cũng mò ra. Từ đó cho nên con chuột mà thấy con rắn là nó nhúc nhích không được. Nhưng mà con chuột mẹ này, nó thấy con rắn cắn con chuột con, nó bất chấp nguy hiểm, sự sợ hãi nó vượt qua hết, nó nhào vô nó cắn con rắn để nó cứu con chuột con. Nếu như quý vị nào thấy cái clip này trên mạng, cái này là một sự tự nhiên, không có dàn dựng được, tại vì động vật mà. Nó cắn con rắn xong con rắn đau quá quay qua tìm nó. Lúc bây giờ quay qua tìm nó thì nó mới tranh thủ, nó lại tha con chuột con bỏ chạy. Nó tha được con chuột con, nó chạy luôn. Cái clip đó. Thì ở đây chúng tôi muốn nói lên rằng là cái người mẹ bất chấp nguy hiểm, hy sinh cả mạng sống. Người mẹ thà liều chết để bảo dưỡng con. Có những cái trận động đất mà người ta tìm xác người thì thấy những người mẹ nhiều khi đang ôm đứa con trong lòng. Tức là trong lúc nguy khốn nhất, người mẹ vẫn ôm đứa con vào lòng để bảo vệ. Ở đây kính thưa quý vị, chúng tôi muốn nói đến cái tình mẹ nó bao la, rộng lớn, sâu sắc đối với người con như thế nào. Dù con đi hết trăm miền, nhưng tình của mẹ vẫn liền núi non. Dù con cản được sóng cồn, nhưng không ngăn được tình thương mẹ dành. Ở đây muốn ý nói rằng là mình có cản được những cái cơn sóng, kể cả sóng ba đào hay sóng nước, sóng biển gì đó, nhưng mà không thể nào mình cản được cái tình thương của người mẹ dành cho con. Không tin chúng tôi tối nay nè, quý vị về nhà thử đi, gặp người mẹ mình nói mẹ ơi, mẹ đừng thương con nữa, được không? Bà mẹ mà nói rằng tao mà không thương được thì tao không thương lâu rồi, nhìn mày thấy ghét lắm, nhưng mà không thể nào làm được, không thể nào làm được, lực bất tòng tâm. Mình có thể cản được sóng cồn, nhưng không ngăn được tình thương mẹ dành. Bằng chứng là tối nay cứ về đi, hỏi thẳng đi, mẹ mẹ đừng thương con nữa, con thấy mẹ thương con mẹ khổ quá, mẹ để cho con sống chết kệ con đi. Không được con ơi, nếu được thì mẹ đã làm từ lâu rồi, không thể nào mẹ làm được. Cho nên lòng mẹ như bát nước đầy vậy đó, mai này khôn lớn ơn này tính sao, nhớ ơn chính chữ cù lao 3 năm nhũ bộ biết bao nhiêu tình. Hiểu chính chữ cù lao không? Về nhà tra từ điển đi, 3 năm
tra Google chứ quên. 3 năm nhũ bộ, biết bao nhiêu tình. Chúng tôi nói một cách thí dụ như công bằng đi. Mình vay mượn cha mẹ bao nhiêu thì khi mình lớn lên thì quý vị làm ơn trả lại cha mẹ bấy nhiêu. Bây giờ quý vị cho phép chánh định được là một cái bài toán. Mình vay mượn cha mẹ nè. Mình nằm ở trong bụng mẹ mình là 9 tháng. Sinh ra là 3 năm nhũ bộ, bú mớm cho con. Rồi bắt đầu nuôi dưỡng dạy dỗ mình cho đến khi mà mình tạm gọi là tự lo được thì khoảng 18 tuổi. Như vậy tính luôn tuổi trong bụng là mình vay mượn của cha mẹ khoảng 19 năm. Trong đó bao nhiêu là mình mượn vay của cha mẹ. Bây giờ mình hiểu được rồi thì mình phải trả lại. Mà thưa với quý vị, khi mà cha mẹ để cho mình trả lại những gì mà mình mượn đó, thì phải lúc đó là cha mẹ phải già, cha mẹ mới để trả lại. Chẳng hạn, khi cha mẹ bệnh hoạn, tuổi tác già nua, để cho mình phụng dưỡng, lo lắng, chăm sóc, thì thưa với quý vị, lúc bấy giờ cha mẹ cũng không còn bao lâu nữa. Thường thì cha mẹ không, khi nào mà lực bất tòng tâm, không còn sức nữa, thì lúc đó mới để cho mình chăm lo. Thí dụ, trong kinh Đức Phật Ngài dạy, đối với công ơn cha mẹ, cho dù một bên vai cổng cha, một bên vai cổng mẹ, đi suốt cả cuộc đời này, chăm lo cho cha mẹ những món ăn ngon, vật lạ, đầy đủ, không thiếu thứ gì. Cho dù cha mẹ có đại tiện, tiểu tiện lên người chúng ta đi nữa, thì công ơn đó chúng ta cũng chưa có trả hết cho cha mẹ. Vì sao? Chúng tôi nói đến một cái vấn đề nó hơi nhạy cảm. Chẳng hạn như là cho dù cha mẹ có đại tiện, tiểu tiện lên người chúng ta nữa, mà quý vị biết khi mà cha mẹ đã đại tiện, tiểu tiện lên người chúng ta rồi, thì lúc đó cha mẹ cũng không còn sống bao lâu nữa. Bệnh tình nó nặng dữ lắm rồi, không còn sức để mà tự lo cho mình. Nhưng mà trong tâm của cha mẹ, thưa với quý vị, thân thì nó bệnh, nhưng mà tâm cha mẹ rất là sáng suốt. Cha mẹ rất là ngại ngùng khi mà cha mẹ làm những cái việc đó trên người mình. Còn mình ngày xưa mình còn bé đó, mình cũng từng đại tiện, tiểu tiện lên người của cha mẹ. Nhưng mà khác ở chỗ là sao? Mình tè xong cái mình cười. Lưu ý cái chỗ này, mình không có một chút có tàm có quý trong nhà Phật kêu ấy nghe, cái tội lỗi á, cái nghiệp mình gây á, nặng hay nhẹ là nó ảnh hưởng cái tâm lý dữ lắm. Thí dụ mình làm việc ác mà mình vui cười là cái nghiệp nó nặng lắm. Còn mình làm việc ác mà có cái tàm có quý, tức là có cái sự hổ thẹn và sự ghê sợ á, tội lỗi á, thì cái nghiệp nó nhẹ. Hiểu cái chỗ này không? Có một lần Đức Vua Milinda mới hỏi Ngài Nagasena rằng là giữa một cái người biết làm điều đó có tội mà làm, và một cái người không biết mà làm, hai người này tội người nào nặng hơn? Theo quý vị người nào nặng hơn? Người không biết mà làm và người biết làm. Người biết làm nặng hơn. Thấy không? Biết điều đó có tội làm nặng hơn. Thưa với quý vị, khi Ngài Nagasena được hỏi vậy thì Ngài Nagasena trả lời ngược lại là cái người không biết làm tội sẽ nặng hơn. Thì lúc bây giờ Đức Vua Milinda mới thắc mắc, nói tại sao cái người không biết làm cái điều đó có tội mà làm nặng hơn, trong khi trẫm là một vị vua của một quốc gia. Trẫm xử tội cho những người đã biết điều đó là tội mà còn cố ý làm, trẫm sẽ xử nặng hơn. Ngài Nagasena Ngài trả lời rằng đó là theo luật của quốc gia của bệ hạ. Nhưng mà theo luật nhân quả, nghe cho kỹ cái chỗ này, thì cái người không biết làm nghiệp nặng hơn. Vì sao?
Vì giải thích như vậy thì nó mới hợp lý cho những người đi chùa. Chúng ta đi chùa chúng ta biết điều nào có tội, điều nào không tội, mà lỡ chúng ta làm lại nặng hơn cái người không biết. Vậy ở nhà cho nó khỏe. Có nhiều người ở nhà họ không hiểu Phật Pháp. Thí dụ họ không biết sát sanh là có tội. Họ quan niệm là vật dưỡng nhân đi. Cứ lấy con vật ra là ăn mạng của chúng luôn. Họ ăn một cách bình thường, không biết có tội. Họ nghĩ đâu có gì đâu có tội. Còn mình đi chùa, được chư tăng dạy rằng là hễ ăn mạng chúng sanh khác là sát sanh hại vật, sẽ mang nghiệp theo luật nhân quả. Kiếp này mạnh mẽ sống lâu là do kiếp trước gieo sâu nhân lành. Kiếp này bệnh hoạn mỏng manh là do kiếp trước sát sanh quá nhiều. Mình hiểu như vậy mà lỡ bây giờ mình có sát sanh, không lẽ mình nặng hơn cái người không biết hả? Hiểu cái chỗ này không? Thì lúc bây giờ Đức Vua Milinda không chấp nhận cái lời giải thích của Ngài Nagasena, Ngài Na Tiên đó. Thì Ngài Na Tiên mới chứng minh bằng ví dụ để cho Đức Vua Milinda hiểu được vấn đề. Ngài ví dụ rằng, thí dụ có một cục than lửa đỏ. Nghe cho kỹ cái chỗ này nghe. Một cái người biết đây là cục than lửa đỏ nóng bốc, và một người không biết bốc, thì hai người này người nào sẽ bị tác hại phỏng nhiều hơn? Thí dụ người lớn biết đây là cục than nóng bốc thì họ bốc chỉ có hai ngón thôi. Ngu gì bốc nhiều ngón cho nó phỏng. Bốc hai ngón mà bốc rất nhanh nha, bốc xong rồi quăng liền. Thì biết nóng mà, mình lụm cái đồng quăng liền thì nó cũng nóng tay, nhiều khi nó phỏng nhẹ nhẹ thôi. Còn một đứa bé hoàn toàn không biết đây là cục lửa than nóng, than đỏ. Khi mà nó bốc thì nó bốc sao? Nguyên một bàn tay. Vì nó chưa có biết đây là cục than nóng, than lửa nóng. Nó chụp nguyên một bàn tay thì thử hỏi quý vị, cái tác hại phỏng của đứa người lớn và đứa bé ai nhiều hơn? Thì cũng vậy, cái người biết làm điều này mà làm, biết điều này là có tội mà làm thì nghiệp tác hại phỏng sẽ ít hơn cái người không biết. Vì sao? Vì cái người biết mà làm á, họ làm bằng cái tâm hổ thẹn, cái tâm tàm quý. Hai cái trạng thái tâm này vô cùng đặc biệt trong con người chúng ta. Chỉ sợ nhất là cái người không tàm không quý, không ghê sợ hổ thẹn tội lỗi, làm tội mà cười khà 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 là chết. Giống như đứa con mà tè lên người mẹ rồi nằm đó cười đi con. Còn người mẹ mà lỡ, xin lỗi quý vị, có giải ra cái việc này thì người mẹ phải nói rằng trong tâm rất là ái ngại, lực bất tòng tâm, không muốn, thì cái nghiệp lúc nào nó cũng nhẹ hơn. Cái vấn đề này chúng ta phải thẩm thấu bằng trí tuệ. Có nhiều người không chấp nhận. Thật sự là cái người làm lỗi mà biết mình có lỗi, cái tâm của mình đó, cái sự hổ thẹn, hí rí đó, ottapa là ghê sợ. Hí rí ottapa là hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Nhưng mà vì hoàn cảnh, lý do gì đó mình làm mà tâm mình thật sự ra là ái ngại dữ lắm, buồn dữ lắm, không muốn. Thì cái động lực tâm á, nó yếu đi thì nghiệp nó sẽ nhẹ, nhẹ hơn. Quay lại đề tài, thì sau khi mình biết ân cha mẹ to lớn như vậy rồi, đúng không nè? Biết ơn cha mẹ to lớn như vậy thì bây giờ chúng ta phải sao nè? Phải biết tìm cách trả ơn nữa mới được. Có nhiều đứa con nói trời con biết ơn cha mẹ lớn lắm, nhưng mà không bao giờ nó trả ơn kìa. Khi mà nó biết ơn cha mẹ thì mới được có một nửa thôi. Mình phải biết tìm cách để trả ơn nữa, đó mới là trọn vẹn. Có nhiều đứa cái miệng nó ghê lắm, con biết con có lỗi với mẹ lắm, rồi lỗi này hết lỗi khác tới tiếp tục. Ngày xưa trong chùa có một cái người này, họ cứ làm lỗi xong rồi họ sám hối.
Họ làm như vậy hoài riết rồi họ có một cái đặc tên vô cùng đặc biệt, đó là bà Ba Sám Hối. Cái làm xong rồi sám hối, làm xong rồi sám hối, làm xong rồi sám hối. Rồi khi có bà Ba Sám Hối rồi lại tiếp tục có sư hai đệ đó. Tại sao ông sư này ông có tên là sư hai đệ đó? Ông ở trong chùa, việc gì ông cũng dành làm. Mình mà chuẩn bị làm nó thôi, đừng có làm để đó cho tôi, mà chỉ có để đó thôi. Mình đang làm ông cho làm, mình đang quét cái sàn đó đừng có quét sư, để đó hồi tôi quét. Lan đau cái chánh điện đó đừng có lao, để đó hồi tôi lao. Mà không bao giờ ông làm. Giống như đứa con lúc nào cũng biết công ơn của cha mẹ mà không bao giờ biết tìm cách trả ơn cha mẹ. Cho nên người ta mới có câu là cha mẹ chỉ biết cho chứ không biết đòi, mà con cái chỉ biết phồi mà không biết trả. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn quý vị phải biết ơn rồi phải biết tìm cách trả ơn. Mà cái người mà biết tìm cách trả ơn là khi cha mẹ về già, đó là cái dịp hiếm hoi nhất để mà mình trả ơn. Vì khi cha mẹ mà còn khỏe chưa già, đố cha mẹ cho mình trả ơn. Cha mẹ không muốn cho mình phiền phức cái gì hết, cha mẹ tự lo. Chỉ khi nào mà cha mẹ già yếu quá, không còn chăm lo cho mình được nữa, thì lúc đó mới cần đến cái sự chăm sóc của con cái. Thì mình phải coi đây là cái dịp hiếm hoi nhất, giống như là mình gặp được thần tượng vậy. Dịp mai hiếm có, ngàn năm muôn kiếp một giờ. Giống như vừa rồi có cái băng nhạc Blackpink gì đó qua Việt Nam biểu diễn. Nó có một cái clip quay cái cô gái đó mà đứng trên sân khấu khán đài cách xa những cái đứa ca sĩ thần tượng đó phải nói chắc cũng cả 100 mét. Mà nó vừa gào thét kêu tên cô ca sĩ mà nước mắt mồ hôi nó đổ. Alisa, Alisa cái thứ gì không biết. Mà nó vừa khóc nó vừa kêu. Một người comment rất hay, ở dưới nói em à, ngày mẹ em sanh em ra, mẹ em cũng kêu la khóc đau đớn y chang như em bây giờ vậy. Mà em bây giờ không lo về mà lo cho cha mẹ mà ở đó kêu Alisa, Alisa. Trời ơi không hiểu nó hát cái tiếng Hàn, tiếng gì nghe không được. Nó chỉ nói được có một câu mà chính bản thân chánh định đây nghe 8 lần mới hiểu. Câu gì biết không? Các bạn hét lên đi. Trời ơi. Phải kêu mà các bạn đi về lo cho cha mẹ đi thì mình còn thấy kêu hét lên đi. Mà dưới nói trời ơi sao mà nói dễ thương quá trời ơi. Không biết thương cái chỗ nào nữa. Mà phải nghe 8 lần mới được. Chứ nghe một lần mình cũng không hiểu nó nói cái gì nữa. Mà nó nói nó cũng sượng sùng dữ lắm. Tại vì ngoại ngữ mà, second language mà, nó đâu có cảm xúc gì đâu. Nó ráng nó nhớ cái từ là các bạn hét lên đi. Trời ơi, là cả một cái sân vận động. Cái sân vận động nó ngồi trên khán đài là 40.000 nha. Còn ở dưới sân nó chắc phải thêm vài chục ngàn nữa. Chắc tôi nghĩ phải trên 50.000 người. Mà vé mà vô để mà gào dưới thét đó là phải 10 triệu một vé. Trời ơi, chưa bao giờ biết cầm tiền gì cho cha mẹ, toàn là mang muộn phiền về không. Xin tiền cha mẹ đi đi coi. Mà ngu còn đến mức độ là cái giờ mà đáp xuống sân bay Nội Bài đó nghe, nghe đó là 8 giờ tối hay gì đó, mà mới có 2 giờ trưa, 1 giờ trưa là ra sân bay Nội Bài ngồi chờ rồi đó. Chờ ông nội nói chờ cái gì quán biết. Mà chờ mà được gặp thì không nói. Chờ cho tới 8 giờ, 9 giờ mấy đứa kia nó đi cái con đường đặc biệt.
Vì biết cái người này mà ra con đường này thì nó rất là mất trật tự an ninh, cho nên là an ninh sân bay người ta phải cho đi con đường đặc biệt, có một chiếc xe riêng chở thẳng về khách sạn. 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ nó ngủ nó ngáy khò khò khò, ở đây đến 2 giờ sáng mới chịu về. Không biết hy vọng cái gì mà 8 giờ nó đáp rồi mà cũng ngồi nó cứ hy vọng hoài, chờ ra chắc nó đang check in hay đang lấy hành lý hay cái thứ gì không biết, mà đợi đến 1, 2 giờ khuya mới hoàn toàn mới tuyệt vọng rồi mới đi về. Mà trong cái đó thần tượng nó về khách sạn nó ngủ khò khò khò. Ăn cái thứ gì mà sao mà thiệt tình. Cha mẹ dạy bảo thì kêu là lắm lời, bước chân ra đời thì kính phường trộm cướp. Mình thiệt đúng. Cha mẹ ngồi đó không một tiếng hỏi han, mà vào đến cơ quan thì cúi đầu chào thủ trưởng. Trời ơi, đúng là nghịch lý nhân sinh. Ở đời có những cái nghịch lý mình không nghĩ là như thế nào. Là vì cái xu hướng, khuynh hướng tâm lý của chúng sanh đó, nó thiếu trí tuệ. Đức Phật dạy khi chúng ta có của cải tài sản phải chi dụng cho đúng cách. Có bốn cách chi dụng tài sản mà hôm nay sẵn cái dịp này chúng tôi xin gửi cho quý vị mà quý vị cần phải lưu tâm. Việc thứ nhất khi chúng ta có tiền chúng ta phải làm, đó là trả nợ cũ. Hiểu nợ cũ là nợ ai vậy? Cha mẹ. Nợ cha mẹ dữ lắm. Mỗi một kiếp nợ nhiều khi không trả, mà nếu có trả cũng không đủ, tiếp tục qua kiếp sau nợ nữa. Cha mẹ của mình là nhiều đời nhiều kiếp chứ không phải là kiếp này đâu. Cho nên điều đầu tiên mà chúng ta phải nghĩ đến cái việc mà chi dụng tài sản. Chúng tôi rất thích cái tháng lương đầu tiên mà mang về cho cha mẹ. Có những cái bài viết, có những cái trường hợp mà đứa con sau khi học ra trường đi làm, kiếm được đồng tiền bằng chính đôi tay khói óc của mình, một đồng tiền vô cùng trơn chánh bằng sức lực mồ hôi, đôi tay lao động của mình, mang cái đồng tiền đó về cho cha mẹ mới đúng cái nghĩa là trả nợ cũ đầu tiên. Thứ hai, Phan nói đi, nói cái đầu tiên trước được. Ngày xưa ông bà mình đã giải rồi. Ai về tôi gửi buồn cao, buồn trước kính mẹ, buồn sau kính thầy. Ai về tôi gửi đôi giày, phòng khi mưa nắng để thầy mẹ đi. Mẹ già ở túp liều tranh, sớm thầm tối giếng mới đành dạ con. Cái người con mà lúc nào cái tâm tư nguyện vọng cũng muốn báo đáp công ơn của cha mẹ thì sao? Muốn cho gần mẹ gần cha, khi vào thúng thóc, khi ra quan tiền, thậm chí lên chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy mẹ công phu không đành. Thương cha thương mẹ ở nhà không ai lo, nếu mình bỏ đi tu thì mình không đành. Cái anh này thì anh cũng giống y chang vậy, nói lên chùa thấy Phật muốn tu mà về nhà thấy vợ công phu không đành. Ông nội ơi, ông này cũng thương vợ hơn thương mẹ nữa. Ông này thuộc dạng cũng có hiếu, mà hiếu với vợ. Thí dụ như vậy. Trong cái đó cha mẹ, thấy không nè, là xứng đáng để cho mình lên chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy mẹ già công phu không đành. Ngó lên trời thấy cặp cu đang đá, ngó ra ngoài biển thấy cặp cá đang đua, đi về lập miếu thờ vua, lập trang thờ mẹ, lập chùa thờ cha. Cái đặc ân thứ hai mà Đức Phật ban cho cha mẹ là gì? Cha mẹ là vị tiên sư ban đầu. Quý vị hiểu chữ tiên sư ban đầu không? Tiên là đầu tiên, sư là thầy, là vị thầy đầu tiên của mình trước hết các vị thầy khác. Ví dụ như mình đi đến trường mình học thì năm đó ít nhất mình cũng phải 5-6 tuổi thì thầy mới dạy mình A, B, C, D gì đó. Nhưng mà cái người thầy đó cũng chưa phải là người thầy đầu tiên trong cuộc đời của mình. Người thầy đầu tiên trong cuộc đời của mình là ai nè? Là cha mẹ. Ai dạy mình bập bẹ biết nói vậy?
Mẹ chứ ai? Ai dạy mình chập chững biết đi? Cũng mẹ chứ ai. Mà quý vị biết, tất cả các hài nhi trên thế giới đều gọi mẹ bằng một cái âm môi, âm từ rất là tình cảm. Thí dụ tiếng Anh là gì? Mò được. Tiếng Pháp là gì? Măng. Tiếng Việt là gì? Má. Ra ngoài Hà Nội là mẹ. Ở miền Trung là mạ. Nó cộng Nam với Bắc, nó chia ra làm hai thành mạ luôn. Mà âm mờ là âm môi, mà âm môi là tượng trưng cho ngôn từ, tình cảm và mạch sống của con người. Cho nên ngồi nhìn đứa trẻ bập bẹ đôi môi kêu tiếng mẹ mà người cha người mẹ sung sướng cả trong lòng. Kêu đi con, kêu mẹ đi con. Mà mình mở miệng mình làm được cái chữ mà cái bà mừng muốn chết rồi đó. Không ra chữ mẹ mà ra chữ mà cũng mừng. Đó mình thấy. Cho nên là cái đặc ân thứ hai là vị tiên sứ ban đầu, mà đặc ân thứ ba là cực kỳ quan trọng, đó là cha mẹ là bậc đảng cúng dường. Quý vị biết trong kinh Đức Phật dạy có ba loại thí, có ba loại cúng dường, và là có ba loại thí. Thứ nhất là gì? Nô lệ thí. Thứ hai là gì? Bằng hữu thí. Thứ ba là gì? Cúng dường thí. Mà Đức Phật nằm trong cái hạng thứ ba. Và Đức Phật dạy tiếp rằng trên thế gian này có hai bậc xứng đáng để cho chúng ta lễ bái cúng dường. Bậc thứ nhất là bậc có cái ân đức cao thượng. Đó là ai? Đó là Đức Phật. Đó là Tam Bảo, là giáo pháp, là chư tăng. Chúng ta nghe từ ân đức Phật không? Ân đức Pháp không? Ân đức tăng. Thì ba cái ân đức này được gọi là cao thượng, cao quý nhất trên thế gian này, xứng đáng để cho chúng ta lễ bái cúng dường. Đức Phật ngài dạy tiếp, cái bậc thứ hai cũng thuộc hàng xứng đáng để cho chúng ta lễ bái cúng dường, đó là bậc có cái ân nghĩa cao thượng. Bậc có ân nghĩa cao thượng ở đây là ai? Đúng rồi, là hai đấng sinh thành. Trong kinh Đức Phật ngài dạy là lại cha mẹ bậc thầy trước nhất là Phạm Thiên bác ái trong nhà, là tiên nhân hỷ xả thiết tha, là bậc đáng cúng dường cao cả. Cái người Ấn Độ họ có một cái tập tục cực kỳ là hay và cao quý lắm. Đó là họ lại cha mẹ khi còn sống. Trước khi đi xa đó, ra khỏi nhà đó, họ đều lại cha mẹ để họ đi. Vì họ quan niệm rằng lại những cái bậc mà xứng đáng để lễ bái cúng dường này được nhiều cái phước báo. Khi họ đi ra ngoài, họ sẽ được cái sự bình an, tránh được những cái sự rủi ro, tai họa thình lình, tai nạn bất ngờ. Cho nên trước khi đi đâu xa là họ lại cha mẹ xong họ mới đi. Thì cái chữ lại đây mình phải hiểu trên nhiều cái ý nghĩa. Thí dụ như người Thái Lan hoặc là người Campuchia hoặc người Ấn Độ, họ lại nhau là một cái sự vái chào. Người Việt Nam mình cứ cho lại là một cái gì đó là không tốt. Khi cha mẹ còn sống, đợi cha mẹ lên bàn thờ, lúc đó mới lại lìa. Hỏi sao vậy? Lại cha mẹ còn sống chứ mới trù cho cha mẹ chết sớm. Rồi không lẽ quý vị lại các sư thầy cũng trù cho các sư thầy chết sớm à? Mình lại đây làm lại ân đức cao thượng, ân nghĩa cao thượng, xứng đáng mà trong kinh Đức Phật dạy là lễ bái cha mẹ. Có cái bài kệ lễ bái cha mẹ, lễ bái phụ mẫu, mà mình chưa từng lại cha mẹ gì hết. Cho nên tối hôm nay về kêu cha mẹ ngồi lên ghế ngay ngắn đàng hoàng, rồi mình quỳ mình lại giống như Đức Phật trong nhà rồi. Không nè. Nhưng mà người Việt Nam mình xin lỗi quý vị, không có cái tập tục đó. Nhưng mà có một cái tập tục cực kỳ quan trọng, đó là đi thưa về trình.
Cái đứa con nào mà đi đâu xa mà có thưa cha mẹ, rồi khi trở về nhà trình cho cha mẹ biết là chúng ta đã đạt được một cái vấn đề làm cho tâm lý cha mẹ được an vui. Đứa con mình mà đi đâu xa mà cha mẹ không biết nó đi đâu, khi nào về lo lắng dữ lắm. Quý vị chưa có hiểu được cái tâm trạng của cái người cha người mẹ khi thấy con mình đi mà tối không về. Mình chỉ cần trước khi đi nó, mẹ con đi 2 ngày con về, như đó thôi. Hoặc là về rồi nó, mẹ con mới về, cũng đủ làm cho cha mẹ được vui lòng rồi. Đi đâu không nói, mấy ngày về cũng không biết, sống chết ra sao, tào lao như thế nào cha mẹ cũng thua. Cho nên làm cho cha mẹ vui, đó là được cái ân đức. Không phải cha mẹ cần cái lại của mình, mà cha mẹ muốn cần một cái gì đó để cho cha mẹ an tâm, cũng vì cái sự lo lắng cho mình. Vì vậy tối nay về, người con nào có hiếu lại thì chúng tôi không dám xúi, nhưng mà chúng tôi xúi như vậy, lại ôm mẹ một cái, nói rằng mẹ ơi, mẹ là cả một trời thương, mẹ ơi, mẹ là cả một thiên đường trần gian. Mẹ mãi muôn đời mẹ của con, dù nam hải cạn thái sơn mòn, trái tim in bóng thời son trẻ, tuổi ngọc ngà vương nét lệ son. Cái giao tục ngữ Việt Nam dạy rằng là tôm càng lột vỏ bỏ đuôi, giả gạo cho trắng mà nuôi mẹ già. Đói lòng thì ăn đọt cha la, nhịn cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng. Còn mình thấy toàn là cha mẹ nhịn cơm nuôi mình không. Cái người con có hiếu là phải biết nhịn cơm nuôi mẹ cho tròn nghĩa xưa. Dấn mình gánh nước làm thê, miễn nuôi được mẹ quản gì là thân. Chim đa đa đậu nhánh đa đa, chồng gần không lấy đi lấy chồng xa, lỡ mai cha yếu mẹ già, bát cơm đôi đũa chén trà ai dâng. Người xưa người ta dạy mình rất là hay, phụ mẫu tại đường bất ly diện sứ. Hiểu câu này không? Cha mẹ mà còn sống ở trong nhà, tại đường là nhà, thì con cái không nên đi đâu xa. Lý do, lỡ cha mẹ có hữu sự về không kịp. Hiểu cái ý này không? Bây giờ thì cái chim đa đa đậu nhánh đa đa, chồng gần không lấy đi lấy USA. Trời ơi, ủa biết USA đâu không? Vỗ tay lớn vậy. Quý vị chưa biết đâu, chúng tôi đã từng đi tham dự nhiều cái đám tang rồi. Mẹ chết rồi nằm ở đó, đóng cái nắp bằng kiến để vậy, chờ con ở phương xa về. Nhiều khi để cả tuần vậy đó, cho đứa con mà về để nhìn thấy mặt. Mà quý vị biết không, USA nó xa với mình nửa vòng trái đất. Đâu phải muốn đi về là về liền giống đi chợ Bến Thành đâu. Nào là phải bút vé, nào là phải sắp xếp công chuyện. Có những người thì còn về kịp, có những người thì không có về luôn quý vị. Thật sự thì cha mẹ không có muốn mình phải ở sát bên cha mẹ. Cha mẹ cũng muốn cho mình, vì cuộc sống, sự nghiệp riêng của gia đình mình, cha mẹ chấp nhận mình đi xa để mình làm ăn. Nhưng mà bổn phận làm con trong lòng của mình thưa với quý vị rằng là chúng ta phải nhớ là lúc nào cũng sát cánh bên mẹ. Dù con đi hết trăm miền nhưng tình của mẹ vẫn liền núi non. Dù con cản được sóng cồn nhưng không ngăn được tình thương mẹ dành. Dù con đến tận trời xanh nhưng không đến được tâm hành mẹ đi.
Vì cha mẹ có bốn cái đức tính: từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng và xả vô vô lượng. Hiểu chưa xả không? Có nghĩa là không có cái tội lỗi nào, lỗi lầm nào của con mà cha mẹ không thể tha thứ. Nghĩa là cha mẹ sẵn sàng tha thứ hết tất cả lỗi lầm của người con, cho dù cái lỗi đó có tày trời lớn như thế nào. Vì vậy mới có câu rằng là dù con bất hiếu một khi, nhưng tình mẹ vẫn thầm thì bên con. Hay hơn nữa là gì? Dù cho con đã lớn khôn, nhưng tình mẹ vẫn vuông tròn trước sau. Hiểu câu này không? Hiểu câu mà cho dù mình có lớn có khôn đi nữa thì tình mẹ vẫn vuông tròn trước sau. Nghĩa là hồi nhỏ mẹ thương mình sao, lớn lên mẹ thương y chang như vậy, không có khác. Vuông tròn trước sau, trước nó tròn thì sau nó cũng tròn. Còn tất cả các thứ tình khác nha, trước nó tròn dữ lắm, sau nó méo ơi là méo. Quý vị thấy nó có cái tình nào kể cả bạn bè chơi với nhau thâm niên đi nữa, lúc nào đó cũng méo à, cũng giận, cũng hờn. Thậm chí nghe, mạnh nhất là tình yêu nam nữ, mà dòng cái thứ nó dội phát bao nhiêu thì dội tàn bấy nhiêu, nó tròn nhanh bao nhiêu thì nó méo nhanh bấy nhiêu, theo quy lực. Chúng tôi có câu chuyện vui là có cái anh này anh thương cô gái này, trong lúc thương yêu tình yêu nam nữ mà sức mạnh dữ lắm, anh đạp vào chiếc xe đạp chở cô gái lên mà có đoạn dốc cao, hì hục mà đạp. Người bạn gái mới hỏi rằng là honey, anh có mệt không? Chàng thanh niên này quay qua trả lời sao quý vị biết không? Trả lời sao? Không mệt hả? Trả lời không mệt, nó cục lũng à. Trả lời là anh chở em đi suốt cuộc đời cũng không mệt. Ghê. Đoạn dốc này là cái gì? Nhưng mà lấy nhau về 3 năm cũng cái đoạn dốc đó. Lúc này là người vợ mới hỏi người chồng rằng chồng ơi, chồng có mệt không? Thay vì nói như câu ngày xưa không nói, nói quý vị trả lời sao không? Khi mà người vợ vừa hỏi ơi chồng ơi, chồng có mệt không? Ông quay qua ông nói bộ trâu bò hay sao ông mệt? Méo rồi. Méo dữ lắm rồi. Nó không còn tròn, vuông tròn như xưa nữa. Nhưng mà thưa quý vị, tình mẹ thì không thể nào méo như vậy đâu. Chúng ta từng thấy một người mẹ cả 100 tuổi rồi mà thương đứa con 80 tuổi mới ghê. Dù cho con đã lớn khôn nhưng tình mẹ vẫn vuông tròn trước sau. Ôi tình mẹ tở trăng sao, như hoa hồng thắm một màu thị chung. Mỗi lần mà chúng tôi đi ngoài đường mà thấy, nhất là đám cưới á nha, tân hôn du quy gì đó, cô dâu chú rể quần áo đẹp đẽ rồi ôm những bó hoa hồng tặng nhau á, chúng tôi lắc đầu, phải chi những cái hoa hồng này nó thể hiện được cắm trên da trên ngực của những người nào mà còn có cha có mẹ. Vì mẹ còn, ta còn tất cả, mẹ đi rồi tất cả cũng đi. Và cái hoa hồng thủy chung này chỉ có dành cho tình mẹ nó hay hơn cả tình vợ chồng hôn nhân. Lý do tình vợ chồng hôn nhân làm gì có thủy có chung? Quý vị hiểu cho thủy chung không? Thủy là khởi thủy hay bắt đầu, chung là kết, kết thúc. Mà chúng tôi dám tuyên bố rằng trên cuộc đời này chỉ có tình mẹ, tình cha mới có bắt đầu và kết thúc. Còn mấy cái tình kia, thưa với các bạn, thưa với quý vị, giữa đường nó gãy gánh lia chìa. Nó làm gì có thủy của chúng? Rất là nhiều những cái trường hợp mà giữa đường gãy gánh. Vẫn có thủy của chung nhưng mà ít lắm quý vị.
Chỉ có tình của mẹ thì mới có thủy có chung. Cho nên chúng tôi mỗi lần mà du lan về, thấy ai mà còn cài trên ngực của mình một cái hoa hồng tượng trưng cho thủy chung, như hoa hồng thắm một màu thủy chung, thì chúng tôi thấy nó hay hơn là một cái người chồng hay là người yêu mà ôm bó hoa hồng cho bự rồi quỳ xuống chịu làm vợ anh hôn rồi. Cái người con có hiếu thì sao nè? Đêm đêm khấn nguyện Phật trời cầu cho cha mẹ sống đời với con. Đêm nằm niệm Phật Thích Ca cầu cho cha mẹ kết hoa liên đài. Về cảnh Phật tuệ minh khai, trầm luân giải thoát bất lai phàm trần. Cái người con có hiếu là phải tùy niệm về ân đức của cha mẹ, hiểu chữ tùy niệm không? Tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng. Cái chữ tùy niệm ở đây là phải niệm liên tục, hiểu không? Chứ không phải đợi đến ngày rằm tháng bảy du lan thắng hội báo ân phụ mẫu thì lúc đó chúng ta mới nghĩ tưởng đến cha mẹ thì hoàn toàn không đúng. Tùy niệm ở đây là phải tùy niệm liên tục. Giống như chúng tôi nói câu đầu tiên đó, du lan đâu định ngày rằm, báo hiếu đâu chỉ mỗi năm một ngày. Công cha nghĩa mẹ cao dài, mỗi ngày báo hiếu, mỗi ngày du lan. Chắp tay khấn nguyện Phật trời cầu cho cha mẹ trọn đời bình yên, không còn lo lắng ưu phiền, không còn vất vả truyền miên tháng ngày. Cầu xin Đức Phật giang tay chở che mẹ khỏi đắng cay cuộc đời, cho mẹ lấy lại nụ cười, cho mẹ mãi mãi suốt đời bên con. Như vậy thì nói đến công ơn của cha mẹ là chúng ta thấy như trời như biển rồi, công cha như núi Thái Sơn rồi, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Nếu chúng ta không thờ kính cha mẹ thì thưa với các vị rằng theo luật nhân quả chúng ta đã gieo một cái sự rắc rối đối với cuộc đời của mình. Vì vậy đối với cha mẹ chúng ta nên tuyệt đối tôn thờ lễ bái. Phật dạy khi cha mẹ còn sống thì phải phụng dưỡng tôn thờ, chết thì tưởng niệm vọng bái, đó mới là đạo hiếu của người làm con. Thật sự thì chúng tôi dám nói rằng không có một cái công đức nào lớn cho bằng chúng ta có hiếu phụng dưỡng chăm sóc cái cha mẹ. Vì cha mẹ là bậc xứng đáng cúng dường phước đức to lớn dữ lắm. Và còn ngược lại cũng không có cái tội nào nặng cho bằng tội bất hiếu với cha mẹ. Vì khi mà chúng ta có hiếu với cha mẹ là ngoài cái việc mà chúng ta trả ơn ra, chúng ta còn được phước báo nữa. Quý vị thấy mình lời cả hai, vừa trả được nợ mà lại có lời công đức, một việc làm xứng đáng để mình làm. Còn ngược lại bất hiếu với cha mẹ thì tội nó nặng dữ lắm. Thật sự thì cha mẹ không có hại con cái, nhưng mà con cái không hiểu biết mà bất kính với cha mẹ thì đứa con này tự hại mình, tự chuốc lấy cái khổ đau cho chính mình. Giống như dòng sông không bao giờ giết người, chỉ có người không biết lỗi nhảy xuống dòng sông là tự giết mình. Cha mẹ không bao giờ có cái lòng mà hãm hại con cái hết, nhưng mà con cái thiếu hiểu biết, vô minh vì cuộc sống, sự nghiệp, tiền bạc, danh vọng gì đó mà bất kính với cha. Có nhiều người trả ơn cũng hay lắm nha. Khi cha mẹ về già, thôi cha mẹ về ở với con đi, để con chăm sóc lo cho cha mẹ. Cuối cùng cha mẹ về lo cho con của họ, hiểu không? Kêu cha mẹ về giữ con cho mình không, mà cha mẹ cũng không có chấp nhất.
Mình thì tính toán dữ lắm mà. Cho nên thưa với quý vị, trong kinh Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta những cái cách để mà báo hiếu. Sống thì phụng dưỡng tôn thờ, lo cho cha mẹ đầy đủ, chết thì tưởng niệm vọng bái. Nhưng mà cái sự báo hiếu một cách cao quý nhất mà Đức Phật dạy là gì? Khi cha mẹ chưa biết đi chùa, chúng ta phải làm sao cho cha mẹ biết đi chùa. Cha mẹ chưa quy y Tam Bảo, mình phải làm sao để cho cha mẹ quy y Tam Bảo. Cha mẹ chưa biết bố thí trì giới tham thiền, chưa biết làm thập thiện, thập phúc hành tông, chưa biết tạo công đức, thì mình phải tạo cho cha mẹ biết làm phước và tạo công đức. Tại sao chúng tôi nói đây là cái sự trả hiếu cao thượng? Vì cho dù mình có hiếu cỡ nào, có chăm lo cho cha mẹ đầy đủ các thứ trên cuộc đời này, thì cha mẹ chỉ hưởng được có một đời thôi. Còn nếu như chúng ta hướng dẫn cho cha mẹ hướng thiện, quy y Tam Bảo, làm lành lánh dữ, tạo nhiều phước báo công đức, khi cha mẹ thân hoại mệnh chung thì cha mẹ mang cái đó theo nhiều đời nhiều kiếp để mà chi dục. Hiểu cái ý này không? Sao ngơ ngơ ngác ngác vậy? Để cho quý vị thêm sôi động chúc tặng quý vị bài hát Tình Mẹ. Cuộc đời mẹ dành cho con, hy sinh tuổi xuân trắng tiếc, quanh năm mồ hôi ướt áo nuôi con. Hết nổi luôn. Ngày hôm nay ở chùa tiếp khách nhiều, nói nhiều quá bây giờ hơi nó hết, không còn miếng nào anh. Cho nên nếu mà có sức khỏe hát cái bài này cho quý vị rất hay. Mà lại bắt nhịp nó hơi cao nữa, cho nên nó rớt xuống hồi nào cũng hay. Lấy nhịp lại cho thấp thấp một chút. Cuộc đời mẹ dành cho con, hy sinh tuổi xuân trắng tiếc, quanh năm mồ hôi ướt áo nuôi con. Mẹ giờ không đẹp như xưa, lưng cong mắt đang dần mờ, nuôi con chẳng bao giờ mơ trả ơn. Đời mẹ qua nhiều chua cay, hôm nay lớn con mới biết, nuôi con mẹ đâu có tiếc chi đâu. Một mẹ nuôi được bao con, chăm lo đến khi trưởng thành, mong con giống như người ta mẹ vui. Con sẽ khắc công ơn vào tim, sẽ cố gắng không để mẹ buồn, dù con có đói làm ăn khốn khó, con cũng gắng chăm khi mẹ già, và con biết ai về già cũng khó tính. Mẹ nghèo vất vả nuôi con, miệng ngon vẫn còn thứ nhất, con hư dù sai hay đúng cũng bao dung. Tình mẹ như biển sóng sâu, xin ai hãy thương mẹ nhiều, xem ta ở đâu mà ra người ơi.
mừng quá đi, hát được bài này tặng quý vị. Tưởng đâu hát không nổi rồi. Thưa với quý vị, thật sự thì mình không phải là không thương cha mẹ, nhưng do cuộc sống khi mình lớn lên mình có gia đình riêng, mình phải chăm lo sự nghiệp, cái gia đình riêng của mình, cho nên mình bỏ quên cha mẹ. Đến một lúc nào đó gót danh lợi bùng pha sắc xám, mặt phong trần nắng nám mài râu. Khi mà chúng ta đã thành đạt được rồi, cái lúc bấy giờ chúng ta mới quay lại biết thương cha mẹ. Thì lúc này cha mẹ không còn ở trên cuộc đời nữa. Cha mẹ đã quá ra người thiên cổ rồi. Lúc này mà chúng ta có thương cha thương mẹ như vậy thì cũng bằng 10 không thương. Chi bằng chúng ta phải thương cha thương mẹ ngay từ bây giờ. Nếu như ai còn cha còn mẹ thì chúng ta phải tranh thủ xem đây là một cái duyên lành, một cái nguồn phước vô biên, một cái mỏ vàng công đức để mà chúng ta khai thác. Vì cúng dường cho cha mẹ phước báo to lớn dữ lắm quý vị. Đây là cái ruộng phước. Vì cha mẹ là bậc xứng đáng cúng dường. Thay vì mình cho người khác phước có một phần, cúng dường cho cha mẹ phước 100 lần. Lớn như vậy. Vì đây là Đức Phật dạy là bậc xứng đáng để mà chúng ta cúng dường. Đừng có cái kiểu mà dỗ cha thì xem nhẹ, nuôi mẹ thì không, cả vợ lẫn chồng đi làm từ thiện là tiêu. Có nhiều người như vậy quý vị biết không? Cha mẹ ở nhà không chăm lo, vợ chồng kéo nhau đi từ thiện. Vì mỗi lần từ thiện như vậy thì sao? Chụp hình đăng lên. Còn đối với cha mẹ mỗi lần mà ở nhà, tới ngày báo hiếu á, nhất là mùa Vu Lan này nè, trời ơi, lên trên Facebook, mạng xã hội, viết nào là những câu rất là sáo ngữ. Con nhớ mẹ lắm, con thương mẹ nhiều, mẹ ơi mẹ chịu bao điều, vân vân và vân vân, con hãnh diện là con của mẹ, thì làm ơn nhớ dùm câu mẹ già không có trên Facebook, xin đừng trả hiếu ở đây làm gì. Hay cụ thể. Tối nay về phải ôm cha ôm mẹ mà nói những cái lời yêu thương để cha mẹ còn cảm được, còn nghe được. Đúng không? Ôm lấy mẹ mình nói mẹ ơi, mẹ là cả một trời thương. Đó, phải ôm mẹ như vậy. Mẹ là cả một thiên đường trần gian. Cha ơi, cha là bóng cả ngã che con, là cả tình thương chẳng xói mòn, là cả một đời mênh mông quá nặng nghĩa tình cha tựa núi non. Cha cho con tình yêu và cuộc sống là mây trời lòng lỏng chở che con. Thưa với quý vị, đã làm người xin đừng quên chữ hiếu. Phận làm con phải thấu hiểu điều này. Dẫu cuộc đời có muôn vàng đắng cay cũng phải nhớ công ơn này mãi mãi. Ơn sinh thành phải nói liền một giải. Nghĩa dưỡng dục thì ta phải khắc ghi. Ở trên đời ta cũng chẳng lạ gì. Đạo hiếu thảo phải có đi có lại. Cầu mong đời nếu có ai lỡ dại, hãy quay về làm lại với mẹ cha. Bởi đạo hiếu tâm tánh phải thật thà, lòng thành khẩn tận tâm mà báo hiếu. Có nhiều đứa con cũng trả hiếu cha mẹ vậy, nhưng mà lòng không thật thà thành khẩn quý vị. Lâu lâu cho mẹ ít tiền coi như là trả hiếu xong rồi đó. Không phải. Chúng ta nhớ, khi mà chúng ta phụng dưỡng trả hiếu cha mẹ, ngoài cái vấn đề trả ơn cho cha mẹ ra, chúng ta còn tạo một cái nhân lành cho quả vui. Vì sao? Vì nếu mình hiếu kính với mẹ cha thì con sẽ hiếu với ta khác gì. Nếu mình ăn ở vô nghi, đừng mong con hiếu làm
vì uổng công. Cái câu mà ở trên đời ta cũng chẳng lạ gì, đạo hiếu thảo phải có đi có lại là vậy. Vì hiếu thuận sanh ra con hiếu thuận, ngỗ nghịch nào có khác chi. Xem thử trước thềm mưa xối nước, giọt sau giọt trước chẳng sai gì. Có một câu chuyện rằng khi cha mẹ về già, có cái anh thanh niên này, ảnh mới bỏ cha mẹ vô cái cặp đòn gánh, ảnh gánh cha mẹ vô dưỡng lão gửi cho nó khỏe. Vì anh này không có nhận thức được rằng khi cha mẹ về già, đây mới là cái dịp mà chúng ta phải trả hiếu. Chứ cha mẹ mà còn khỏe, còn trẻ, sức mấy cho mình có cái dịp đấy. Khi anh gánh cha mẹ vô dài trưng lão, anh gửi xong cái anh quay về, cái đứa con trai anh đó, nó đi cất cái cặp đòn gánh đó. Thì anh ngạc nhiên hỏi con cất gì vậy con? Nó dạ thưa cha, con cất cặp đòn gánh này để mai mốt cha già con gánh vô chạy vô đó. Cái câu chuyện này nó là một cái câu chuyện ngụ ngôn hình ảnh thôi. Thật hư không biết có hay không, nhưng mà muốn nói đến cái gì? Cái nhân quả. Nếu mình mà hiếu kính với mẹ cha thì con sẽ hiếu với ta khác gì. Còn ngược lại, nếu mình bất hiếu với mẹ cha thì con nó bất hiếu với mình. Hiếu thuận sanh ra con hiếu thuận à, ngỗ nghịch nào có khác chi. Xem thử trước thềm mưa xối nước, giọt sau giọt trước chẳng sai. Có những người, kính thưa quý vị, hồi còn ở cha mẹ thì không thương cha mẹ đâu. Nhưng mà đến khi mà có gia đình rồi, có con thì mới rõ sự tình. Ngày xưa cha mẹ mới hết tình vậy ta. Ở đời ai cũng có lần làm cha làm mẹ mới biết ơn sinh thành. Người xưa khó nhọc nuôi mình, khác chi mình đã hết tình vì con. Đúng như câu người ta nói là có con mới rõ sự tình. Ngày xưa cha mẹ mới hết tình vì ta. Khi mình có con rồi, mình mới hiểu được cái tình của mình đối với con mình như thế nào. Thì làm ơn làm phước cũng hiểu rằng ngày xưa cha mẹ cũng đối với chúng ta như vậy. Cho nên kính thưa quý vị, rất là nhiều những câu thơ ca dao tục ngữ, những lời kinh Đức Phật nói về hai đấng sinh thành. Thí dụ, cha mẹ ngày càng già yếu, cho con trẻ khôn thêm, thế mà ta lại quên để cha mẹ buồn tuổi. Một mai người khuất núi, thương tiếc cũng như không, chữ hiếu chưa làm xong, đừng nói điều nhân nghĩa. Cái người con mà thường xuyên nghĩ tưởng về cha mẹ ân công đức sâu dày, thì dù có trái đất có thay hình đổi dạng, dù cuộc đời có hàng vạn đau thương, dù đi đâu trên khắp vạn nẻo đường, cha mẹ mãi là người con yêu nhất. Thưa quý vị, không có cái hạnh phúc nào cho bằng khi chúng ta còn có cha có mẹ trên cuộc đời này. Và cũng không có cái gì bất hạnh, đau khổ, buồn tủi cho bằng khi chúng ta mất cha mất mẹ. Cho dù quý vị là ông vua, nếu mất mẹ thì người ta cũng gọi là ông vua một cõi. Cho dù mình là cái gì đi nữa, nếu không còn cha còn mẹ thì ta vẫn gọi mình là mồ côi. Cho nên hạnh phúc nhất cho những ai còn có cha có mẹ trên cuộc đời này. Vì vậy phải biết thương kính cha mẹ. Và chúng tôi khuyên rằng ở trên đời nếu có ai lỡ dại thì hãy quay về làm lại với mẹ cha. Bởi đạo hiếu thì tâm tánh phải thật thà, lòng thành khẩn, tận tâm mà báo hiếu. Bài giảng đến đây xin được khép lại. Trước khi dứt lời, cho phép chánh định tóm tắt nội dung nó hơi lượm thuộm. Hôm nay chắc vì sức khỏe hay sao đó không biết, cho nên giảng bài pháp nó hơi lượm thuộm. Nhưng mà thưa với quý vị nghe kỹ thì nó cũng có nhiều cái điều để chúng ta cần lưu ý. Thứ nhất là chúng tôi khơi dậy cái tình hiếu thảo của quý vị đối với cha mẹ. Và chúng ta cũng nhận thức được nhiều điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Trong đó chúng tôi muốn nhấn mạnh Đức Phật dạy rằng
Có hai hạng người khó tìm trên cuộc đời này, là cái hạng thứ nhất là biết ơn, và hạng thứ hai là biết tìm cách trả ơn. Mẹ cha phụng dưỡng vui thai, sa môn phụng dưỡng từ rài vui hơn. Vui thai phụng dưỡng thánh nhân, thế gian tắm gọi nguồn ơn suối lành. Như vậy thì nhấn mạnh ở cái chỗ là hôm nay chúng ta phải biết ơn cha mẹ, và thứ hai là phải biết tìm cách trả ơn. Biết ơn không chưa? Chưa đủ. Phải biết tìm cách trả ơn nữa mới trọn vẹn. Kính chúc quý vị một mùa Vu Lan báo hiếu, báo ân phụ mẫu đúng với cái nghĩa là biết ơn và biết tìm cách trả ơn. Hôm nay quý vị nghe, quý vị biết rồi, nhưng mà về trong cuộc sống hàng ngày nhớ làm sao biết tìm cách để mà trả ơn cho cha mẹ. Tranh thủ mà trả. Vì trong đời này khó có ai mà đền đáp trả hết công ơn cha mẹ. Vì đa phần khi cha mẹ để cho mình trả ơn thì lúc đó cha mẹ cũng không còn sống bao lâu trên cuộc đời này để mà chúng ta trả. Vì vậy phải tranh thủ từng giờ từng phút. Nhớ chúng tôi nói, mẹ là Bồ Tát tại gia, cha là Đức Phật mà ta tôn thờ, công cha nghĩa mẹ vô bờ, phận con báo hiếu từng giờ từng giây. Không có để đến ngày Vu Lan mới báo hiếu. Trước khi dứt lời, một lần nữa cho phép chánh định được nói lời niệm ân đến Hòa Thượng Diễn Chủ, Đại Đức Trụ Trì cùng toàn thể chư tôn đức trong ban tổ chức tuần lễ Vu Lan Pháp Thoại. Và chánh định rất là may mắn có duyên được Đại Đức Trụ Trì cũng như chư tôn đức thỉnh mời về đây để chia sẻ bài pháp hôm nay. Bài pháp hôm nay được thành tựu là cảm ơn quý vị rất là nhiều, sự hiện diện của quý vị đã giúp cho chánh định có một cái bài giảng thiệt là thành công. Chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch sư. Kính thưa quý Phật tử, thật là may mắn cho hàng Phật tử chúng con khi được cùng đón bước chân an lạc của sư. Qua những bài ca dao, những thư từ ca phú, sư hiển bày công lao trời biển của cha mẹ. Nhưng cho dù thư từ ca phú cũng không thể nói hết công lao trời biển của cha mẹ. Giống như một nhà văn đã từng nói, ngôn ngữ trần gian là túi rách, chở không đầy hai tiếng yêu thương. Kính bạch sư, giờ này hàng Phật tử chúng con thành kính niệm an sư và nguyện cầu mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát cùng chư Hiền Thánh Tăng gia hộ sư được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, trí bi viên mãn, mãi là con thuyền thanh lương tươi mát, dìu dắt hàng Phật tử chúng con trên con đường tu nhân học Phật. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Bồ Tát Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tác Đại Chứng Minh. Giờ này con thành kính cung thỉnh sư và toàn thể quý Phật tử đồng khởi thân hồi hướng.